đã tiếp tục đi tham quan hệ thống đường sông của mình bằng cái xe bus trên sông. Và hôm qua anh đi không được nên hôm nay anh tiếp tục anh đi lại một lần nữa để coi coi mình có được thể đi được hay không. Và anh chọn phương tiện là xe bus để mà anh đi. Hiện tại thì mình đang ở ngay trục đường Phạm Viết Chánh với đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mình đang đi ra ngoài khu vực của công viên 23 tháng 9. Đường xá hiện giờ vẫn còn có vẻ do mọi người vẫn còn ở những khu vui chơi. Chỉ cần vào tối ngày chủ nhật thôi là mọi ngóc ngách của đường xá ở Sài Gòn đều trở nên sẽ đông đúc hơn. Đây là khu vực Phạm Ngũ Lão, gần phố đi bộ mà của bên khu phố đi bộ mà đường Bùi Viện. Và các anh chị chỉ cần rẽ ở bên đây, bên một cái bên phía đường bên phải này thôi là các anh chị có thể ra ngoài đường khu đi bộ Bùi Viện. Và tối ngày thứ bảy hoặc là tối ngày chủ nhật thì khu này rất là đông vui và nhộn nhịp, mọi người đều có thể đến đây. Và hiện tại thì xe đang chạy ra khu vực Hàm Nghi. Và từ bên khu vực Hàm Nghi thì mình sẽ đi rẽ ra dọc theo đường khúc mà dọc bờ sông Sài Gòn, khu bến Chân Dương này kia. Và đây là một số hình ảnh về quang cảnh của bến Bạch Đằng ngày nay. Lúc trước cái khu vực này chính là chỗ đậu của tàu 5 sao. Nhưng bây giờ các anh chị sẽ xem là mọi người xem là cái hình ảnh của bến Bạch Đằng ngày nay nó như thế nào. Và đằng xa cái chỗ mà những cái cánh thuyền lắp, có ba cái cánh thuyền á, là chỗ đó là mình sẽ đón tàu và mình sẽ đi ăn nhà hàng trên sông. Thank you.
hình ảnh của Bến Bạch Đằng ngày nay khác so với thời xưa rất nhiều, có một sự thay đổi. Và bên kia sông chính là khu quận 2. Và cứ chiều là nhiều người dân người ta chọn ngồi ngoài đây khu vực này, tức là cứ tuần để làm mà khu thư giãn, trò chuyện với bạn bè và người thân trong gia đình. Trước mặt mọi người đó là hình ảnh của cái tàu Water Bus mà mình sẽ đi. Tàu Water Bus này sẽ khởi hành đi xuống Bình An và những cái vùng mà hồi nãy nha có kể cho các anh chị nghe đó. Và hiện tại thì du khách bắt đầu họ đi xuống. Bữa nay là lễ Tết do đó vé hết rất là nhanh. Nga chỉ ra trễ một chút thôi, vé đã không còn rồi. Một chuyến dậy chở chừng khoảng 60 khách là cùng. Và cứ mỗi một trạm như thế là mình sẽ có, ví dụ như dừng một trạm là mình sẽ có một cái khu vui chơi ở gần khu trạm đó. Ví dụ như dừng ở Bình An thì các anh chị có sẽ tham quan cá sấu hoa cà. Rồi nếu mà dừng cái khu Thanh Đa thì mình xuống dưới mình có thể mình tham quan cái khu mò Thanh Đa Bình Quế, rồi ăn cháo vịt, rồi lẩu dê. Nó nhiều khu lắm mà mỗi cái người ta có cho mình một cái lịch trình, do đó mình coi lịch trình và mình sẽ đi. Đây là hình ảnh của chiếc tàu sẽ dùng để đi tham quan đường sông ở tại Sài Gòn. Và hiện tại thì người ta chuẩn bị xếp hàng và lên tàu, lượng khách rất là đông vào ngày Tết. Do đó để mà muốn đi thì mình phải đi sớm hoặc là mình đi ngày thường. Còn cuối tuần các anh chị phải đi sớm và mua vé chứ không hồi sẽ không có vé để mà đi. Và hôm nay thì hình ảnh của cái phố đi bộ đường Hoa Nguyễn Huệ đã được dẹp và trả lại thông thoáng. Mọi người dân vẫn tiếp tục đổ ra ngoài đường Hoa Nguyễn Huệ, đường Nguyễn Huệ để mà vui chơi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. Mọi người có thể đăng ký để tiếp tục xem những cái phim kế tiếp.